Hôm nay em bán hủ tiếu gõ nè cả nhà, ủng hộ em nha. Đây là hủ tiếu đây. Rồi đây là bò viên với thịt. Rồi đây là giá hẹ, hành lá và hành phi. Giờ em trụng bánh. Đây mình chế một tí xíu dầu mỡ hành đó, cái mình trộn lên cho nó đừng có dính bánh đó, nó rời cái bánh ra, nó rời cái hủ tiếu ra cả nhà. Rồi mình xịt thêm miếng nước tương vô cho nó mặn mặn đó. Bây giờ mình bỏ thịt. Đây thịt, bò, miếng bò viên đó cả nhà, rất là ngon nha. Rồi bây giờ mình trụng hẹ với hành lá bỏ lên trên. Đây bỏ tí xíu hành lá với hẹ cho nó hơi héo héo một tí xíu. Rồi cho tép mỡ với hành phi. Rồi mình bỏ tí xíu tiêu vô, rắc tí xíu tiêu. Đây là hủ tiếu khô nha cả nhà. Nè. Giờ em lấy chén nước lèo nữa. Em lấy xương ra hết rồi, giờ còn nước lèo với mình ăn kèm thêm bò viên á. Đó. Với củ cải hầm nó rất là ngọt, có xương ống. Bây giờ mình lấy nước đây, bỏ vô đây. Cho miếng củ cải. Rồi. Bỏ tí tiêu vô. Giờ anh bỏ thêm cái miếng hành phi cho nó thơm thơm. Em có làm chén mỡ hành với nước tương với ớt đó cả nhà để chấm đó, bò viên. Đây, mời cả nhà nha. Mày vô, hủ tiếu gõ đây. Bây giờ mình trộn đều lên. Rất là ngon nha cả nhà. Thả lạc quá thì mình bỏ thêm nước tương vô ha. Đây. Thơm phức luôn. Cảm ơn cả nhà nha.